Hello.
Cái này mình lá phô mai rồi bạn sốt chấm không? Chấm với sốt không? Có 6 loại này mình miễn phí nha. Ôi lắm phải chứ bạn ơi. Thank you.
đây. Tự nhiên nha, đừng có làm chậm.
gì nữa không chị ơi? Có bắt gì? Em đã để câu của đại sứ. Xà tảo ngoài quải á. Thôi kệ tôi, ông đạo nãy giờ rồi. Đúng rồi. Lông nho mấy em ơi, hộp lông nho đi nè. Ra ngoài lấy manh 3 miếng xào đỏ đi. Ở trong cái phòng đó. 3 miếng à? 3 miếng. Ủa anh ba xào đỏ đang còn không ba? Còn hết luôn hả? Hết luôn ạ. Mấy cây à? 1 cây. Làm bông hồng gừng á, gừng làm bông hồng. Tính tiền đợi đợi xíu. Nè chị qua đây coi mẹ em nè. Nè
nay cái chờ nắng nó nóng kinh khủng. Mình để tự mở hương gì ha em? Dạ. Bỏ thứ một cái phải không? Dạ. Có nữa, tầm dạy, tầm dạ gì nó không em? Đấy lấy cho bé đó mỗi hương cái đi rồi. Mỗi thương cái là cả 200 đó nha. Rồi. Lắm. Dạ ok. Rồi. Bên đây lấy không em? Em phải bên đây. Quay là 138 á. Ôi có lấy cua rồi nhỉ. Có lấy cua rồi. Đó. Cua sao có 138. Không có ăn trứng. Không có ăn trứng. Ơ làm chút xí đi Lâm. Làm chút xí. Đúng rồi. Trời. Nhảy gì nữa không chị ơi? Yeah.
Rồi. Bơ thì nhìn là thấy béo rồi đó. Oh, hey.
Ê, vô không? Vô. Không dám nói, biết rồi chán rồi, ở biết rồi. Nói con ngon, khó lắm. Yeah, ready. Wow. Đó, thấy chưa? Cái này chi xí. Đây, cái này dưới ra đi nào. Màu lá dứa. Wow. Đây là sống. À, chay. Nó rất nói luôn. Ừ.
Đông mà làm chậm tay làm đâu có kịp. Nhiều bữa có người tiếp, nhiều bữa có mình đơn à. Quay YouTube hả thì à? Nhắm đâu vậy? Bữa giờ này mới đó không có quay được đâu. Hãy
em ơi, có phần đầy đủ hết đi.
đem bao đưa khách là đem bao bao hay là có nhiêu bao luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.